Hoài và Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ hai ngày 30 tháng 4 với một số tin tức đáng chú ý. Hoa Kỳ, Trung Quốc nỗ lực giải quyết vụ luật sư bất đồng chính kiến họ Trần trốn thoát quản chế. Các dân biểu đối lập ở miền Điện đồng ý tuyên thệ vào Quốc hội. Kính thưa quý khán thính giả, hai cán bộ trại giam bị bắt giữ vì tội đã đánh chết một phạm nhân trong tù tại tỉnh Khánh Hòa. AFP trích thuật báo chí trong nước cho biết tin này nạn nhân là anh Dương Chí Dũng, 35 tuổi, đã tử vong sau khi bị đánh bằng dùi cui. Hai tù nhân khác và một cảnh sát cũng bị thương và phải vào bệnh viện sau khi vụ sâu sát lớn xảy ra giữa nhân viên quản giáo và nhóm phạm nhân không đồng ý đưa thi thể anh Dũng ra khỏi trại giam. Theo báo tuổi trẻ ghi nhận, thì nguyên nhân gây ra vụ việc trên là do phạm nhân Dũng bị nhiễm HIV dương tính nhưng từ chối các biện pháp điều trị y tế. Thời gian gần đây, Báo chí trong nước thường xuyên đăng tải những vụ việc cảnh sát lạm dụng quyền lực và những cái chết không rõ lý do của phạm nhân. Quay sang tin khác thưa quý vị, chín thủy thủ Trung Quốc có trang bị vũ khí tấn công gây thương tích cho bốn cảnh sát tuần duyên Hàn Quốc khi những cảnh sát viên này lên khám xét thuyền đánh cá hành nghề trong lãnh hải của Hàn Quốc. Một trong bốn cảnh sát tuần duyên bị đánh ngã khỏi tàu nhưng được cứu thoát, còn ba người kia bị thương ở đầu, tay và chân. Tất cả được trực thăng đưa đến bệnh viện. Tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ trong khi tàu thoát sau đó, cả 9 thủy thủ này bị áp giải về căn cứ tuần duyên của Hàn Quốc. Vụ việc xảy ra trên biển Hoàng Hải, gần đảo Helsan. Xin được nhắc lại, tháng 12 năm ngoái, ngư dân Trung Quốc đánh cá trộm đã giết một cảnh sát tuần duyên Hàn Quốc. Seoul đã yêu cầu Bắc Kinh phải có những hành động nghiêm khắc hơn đối với việc đánh bắt cá trộm trong lãnh hải Hàn Quốc. Quan chức Hoa Kỳ và Trung Quốc đang thương lượng về vấn đề quy chế tị nạn cho nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc, luật sư khiếm thị Trần Quang Thành hai phía muốn đạt được thỏa thuận về việc này trước khi vòng đàm phán thường niên Trung Mỹ diễn ra vào thứ năm và thứ sáu tới đây. Tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở tại Texas, China App, cho biết điều này. Nguồn tin thân cận với hai chính phủ nói rằng một quyết định liên quan sẽ được đưa ra trong vòng từ 24 đến 48 giờ đồng hồ nữa. Hôm nay, Đại sứ quán Hoa Kỳ vẫn từ chối bình luận về tình trạng của ông Trần Quang Thành, cũng như chi tiết những cuộc làm việc của trợ lý ngoại trưởng Kirk Campbell tại Trung Quốc từ hôm qua đến hôm nay. Nhà bất đồng chính kiến Hồ Giai tại Trung Quốc hôm nay cho biết ông Trần Quang Thành đang trốn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Ông cho biết thêm, trước đây ông Trần từng nói với ông là sẽ không xin quy chế tị nạn ở nước ngoài. Hôm qua, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ Kurt Combo đã đến Trung Quốc chuẩn bị cho vòng đối thoại cấp cao kinh tế chính trị thường niên Trung Mỹ diễn ra vào tuần này. Giới phân tích cho rằng vụ việc của nhà bất đồng chính kiến Trần Quang Thành đang gây bối rối cho Trung Quốc. Hai bên cố làm nhẹ vụ việc và tách khỏi những vấn đề thiết yếu khác giữa hai quốc gia. Thưa quý vị, lãnh tụ đối lập bà ông Sang Suu Kyi hôm nay cho biết, bà và các dân biểu trong đảng đối lập vào thứ Tư tới đây sẽ tham dự phiên họp quốc hội và tuyên thệ nhậm chức. Tuyên bố với báo chí, bà ông Sang Suu Kyi nói rằng bà không từ bỏ quan điểm về vấn đề từ ngữ tôn trọng và bảo vệ hiến pháp hiện thời. Bà nói rằng chính trị là vấn đề cho và nhận. Đảng của bà không từ bỏ quan điểm của mình mà chỉ nhân nhượng vì nguyện vọng của người dân. Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh về dân chủ và bà ông Sang Su phản đối phải đọc câu bảo vệ hiến pháp khi tuyên thệ vào quốc hội. Lý do là họ cho rằng hiến pháp này được soạn thảo bởi chế độ quân nhân với bảo đảm quyền lực cai trị cho quân đội. Đây là điểm mà phe đối lập của bà ông Sang Su muốn sửa đổi trong hiến pháp thay nhóm từ bảo vệ bằng tôn trọng hiến pháp hiện thời khi đọc lời tuyên thệ nhậm chức. Cùng ngày, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon phát biểu trước Quốc hội Miến Điện sau cuộc hội kiến với Tổng thống Tencent, ca ngợi quyết định này của bà ông Sang -sukhi. Ông cũng ca ngợi viễn kiến, tài lãnh đạo và lòng can đảm của Tổng thống Tencent khi đưa ra những cải cách chính trị mạnh mẽ. Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hoan nghênh những tưởng thưởng mà cộng đồng quốc tế đã dành cho Miến Điện, thúc giục các nước phương Tây dỡ bỏ thêm những biện pháp trừng phạt đối với xứ này. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa.tiengviet.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achau tự do info Ngoài ra, quý khán thính giả có thể xem chương trình chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese rfa org Hoài và Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.